Dạ rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước. Thì hôm nay em mới nhập về một cái kiện hàng là bơm xe, hàng nội địa Nhật nha anh em. Cái này là nó bơm xe 12V, tức là nó sẽ sử dụng được cái tẩu xe ô tô mình hoặc là cái bình ắc quy 12V để mà mình bơm xe. Đó, cái nguồn của nó rất là đơn giản. Thì cái dây của nó rất là dài nha anh em. Cái dây thì tương đối rất là dài. Cái dây này là cắm từ cái tẩu xe ra cho tới ngoài đây là nó là 3m nha anh em. Rồi nó còn nói thêm được mình, tức là mình còn kéo thêm được một miếng của cái dây hơi nữa. Cái dây hơi này tầm khoảng nửa mét nữa. Đó, thì khi mà anh em cầm vô tẩu xe ô tô thì cái xe 7 chỗ, xe bán tải gì anh em cũng đều bơm được cả 4 bánh xe luôn nha anh em. Đó, nó rất là tiện dụng. Ở đây nó có cái van xả hơi nữa nè. Đó, rồi còn cái mặt trước của nó là anh em thấy không, đồng hồ hiển thị. Đó, cái mặt trước của nó là cái đồng hồ hiển thị nè, nó hiển thị là 3 hoặc PSA, tức là hiển thị cái áp hơi khi anh em bơm á. Đó, để cho anh em dễ dàng mà mình bơm đúng cái áp của cái xe mình. Rồi, còn ở đây nè, ở đây là cái này là cái van kim vòi. Đó, mình cặm vô trong xe mình xài thôi. Đó, nó rất là dễ dàng sử dụng luôn. Rồi, cái này mình cặm vô trong tẩu nè. Đó, cái tẩu xe của xe ô tô, xe bán tải đồ là mình xài được hết nè. Còn ở đây công tắc thì on off nằm ở bên hông, nó bắt mở thôi. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ test sơ cho anh em coi cái hiệu quả làm việc của nó khi cắm vô trong cái tẩu xe ô tô nha. Rồi, ok. Rồi, ok anh em. Thì bây giờ em sẽ test thử cái khả năng mà làm việc của nó khi mà cắm vô trong cái tẩu xe ô tô, để anh em mình biết được cái hiệu quả khi mà nó bơm xe ô tô cũng như bơm xe máy cho anh em mình tham khảo luôn. Rồi, bây giờ thì cái này ở đây em chỉ cần cắm vô trong tẩu xe thôi. Rồi, còn em khởi động xe lên, khởi động xe ô tô lên. Còn ở phần ngoài đây thì em sẽ kết nối với lại cái van kim vòi của xe máy trước. Em sẽ test thử xe máy trước cho anh em mình luôn. Đó, cái xe máy này thì ở đây em đã xả mềm hơi rồi. Rồi, ok. Thì còn ở đây á, thì cái công tắc nó nằm ở bên đây. Nó công tắc nằm ở đây, đồng hồ thì đồng hồ hiển thị áp. Rồi, bây giờ em mở công tắc lên. Rồi, cái áp của xe máy là tầm khoảng là 20 PSA 2kg là đủ rồi nghe anh em. Nó tầm thôi, tùy cái xe của anh em, nhưng cái xe này nó cỡ này thôi. Nó bơm rất là nhanh, trong vòng chắc khoảng là 20 giây thôi là xong cái xe máy rồi. Đó. Rồi, còn bây giờ tới xe ô tô. Cái xe này là xe ô tô 7 chỗ của em nha anh em. Đó, đây là xe ô tô Fortuner 7 chỗ. Thì hiện tại cái xe này á, bây giờ cái bánh của nó đang là cứng nè, cho nên là em khi muốn test cho anh em thì em phải xả cái van ra. Nó đại khái bây giờ xả miếng ra đi để test cho. À, ở đây có cái nút xả luôn. Rồi, em sẽ cắm vô đây vừa xả bằng này luôn. Nó có cái nút ở đây để cho mình xả khí ra. Nó xả và nó vẫn hiển thị áp. Xả nữa đi, không sao đâu. Tại cái bánh xe ô tô thì cái áp nó rất là nặng, rất là cứng. Cái này xả chậm quá. Đó, xả nữa đi. Ừ, xả cho đồng hồ nó xuống nhiều nữa đi. Xả cho đồng hồ nó phải xuống nhiều. Chưa đâu, cái này áp này còn nhiều lắm. Kiếp lại đi, sáng đi ra nãy mình xả từ đầu.
Rồi sau khi em xả nó về còn 20 thôi, rồi giờ em sẽ bơm lên thử cho anh em mình luôn nha. Thì cũng vậy thôi, mình bơm lên thôi. Ok anh em hen, thì bây giờ á cái app của xe Fortuner nó về chắc khoảng là 30 mấy, gần tới số 3 này là đủ rồi. Còn ở đây mất thời gian quá cho nên em chỉ test sơ cho anh em coi như vậy thôi. Thì đại khái ok, tắt máy đi anh Tư. Đó. Thì đại khái á là cái hiệu quả làm việc của nó rất là tuyệt vời nha anh em. Nó rất là gọn nhẹ mà không có cần cái nguồn điện ở ngoài, thì khi mà anh em để trên xe anh em đi lại á di chuyển. Dạ rồi, thì cái em đã vừa test xong cái hiệu quả cũng như là cái công sức làm việc của cái bơm xe này khi mà bơm xe máy cũng như là xe ô tô 7 chỗ của em cho anh em mình xem rồi nha. Đó thì nó rất là gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng mà lại giá rất là rẻ nữa. Hàng nội địa Nhật thì số lượng có hạn nha anh em. Cái này thì giá của một bộ này thì giá là 490.000 nha anh em. Đó, 490.000, rất là rẻ. Cái phí ship của nó là khoảng là tầm là 30.000 nữa. Đó, khi nhận hàng là anh em thanh toán 520.000. Đó, cái này là em ship toàn quốc cho anh em luôn. Cái này là hàng nội địa Nhật, số lượng không nhiều nên anh em nào mà mình quan tâm thì mình nhanh tay nha. Rồi, ok, em cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của em và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới. Những anh em nào mới xem kênh thì bấm giúp em nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video cũng như những sản phẩm bên em. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em ạ.